Xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào mừng quý vị đang đến với buổi lễ ra mắt ngân hàng số Vietinbank eFast trên nền tảng mới dành cho doanh nghiệp của ngân hàng Vietinbank. Kính thưa quý vị, lễ ra mắt ngân hàng số dành cho doanh nghiệp Vietinbank eFast trên nền tảng mới sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Chương trình của chúng ta đang được công chiếu trên các kênh fanpage của Trung tâm Tin tức VTV24, fanpage VTV Money, YouTube VTV24, fanpage KPF và fanpage của Vietinbank. Và để lan tỏa cho sự kiện đặc biệt ý nghĩa này, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tham gia một mini game với tên gọi chia sẻ công chiếu nhận quà siêu khủng. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, quý vị sẽ có cơ hội nhận được những phần quà đặc biệt từ Vietinbank. Một giải đặc biệt, một chiếc iPhone 13 cùng 10 giải khuyến khích. Mỗi giải là một USB 3.0 Lightning 64GB, trang bị hai cổng kết nối USB 3.0 và Lightning, có khả năng kết nối hệ điều hành của Apple và hệ điều hành của Windows. Để tham gia mini game, quý vị khán giả chỉ cần thao tác hai bước hết sức đơn giản. Bước 1, quý vị hãy chia sẻ buổi công chiếu ra mắt Vietinbank eFast trên nền tảng mới về trang Facebook cá nhân của mình cùng hashtag Vietinbank và hashtag eFast. Bước 2, quý vị hãy comment câu trả lời đúng cho câu hỏi Vietinbank eFast trên nền tảng mới có bao nhiêu chức năng? A. 50 chức năng, B. 100 chức năng, C. 136 chức năng. Quý vị hãy comment một con số bất kỳ từ 1 đến 9999, đồng thời tag 3 người bạn ngay bên dưới bài post lễ công chiếu này. Thời gian tham gia mini game sẽ diễn ra từ bây giờ cho đến khi kết thúc chương trình livestream. Chi tiết thể lệ mini game quý vị có thể đọc thêm tại link bên dưới. Chúc quý vị sẽ trở thành những khán giả may mắn nhận được các phần quà của Vietinbank eFast. Và kính thưa quý vị khán giả, buổi lễ ra mắt ngân hàng số dành cho doanh nghiệp Vietinbank eFast trên nền tảng mới chính thức được bắt đầu. Vâng thưa quý vị, câu chuyện của Vietinbank eFast được bắt đầu từ những năm 2008. Với nền tảng là nguồn lực công nghệ lớn mạnh của Vietinbank, ngân hàng quốc gia với vị thế dẫn đầu tại Việt Nam, Vietinbank eFast tiên phong trở thành ứng dụng ngân hàng số đầu tiên trên thị trường, cung cấp đầy đủ các tính năng tài chính và phi tài chính dành cho khách hàng doanh nghiệp. Trong hơn 14 năm đó, Vietinbank eFast đã làm tốt vai trò của mình là trở thành một ngân hàng số di động phục vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị một cách hết sức mượt mà. Và không dừng lại ở đó, Vietinbank với tham vọng đưa Vietinbank eFast trở thành một siêu ứng dụng đã nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất trên thế giới nhằm chuyển hóa Vietinbank eFast từ một ứng dụng ngân hàng trở thành một trợ lý số dành cho doanh nghiệp. Sẽ không đơn thuần chỉ là một kênh để giao dịch với ngân hàng, trợ lý số Vietinbank eFast sẽ mang lại thêm nhiều giá trị gia tăng hơn nữa cho khách hàng. Vậy trợ lý số Vietinbank eFast ngày hôm nay sẽ mang hình hài như thế nào? Chắc chắn đáng để quý vị và các bạn dành ra 30 phút tiếp theo để theo dõi. Xin trân trọng kính mời. Easy for our accounting team to do the reconciliations. The cost is also very good. Tại máy eFast là có thể làm thanh toán mọi lúc mọi nơi, thân thiện, dễ sử dụng. Không ở tại văn phòng thì vẫn có thể thực hiện làm lệnh hoặc duyệt, thực hiện được lệnh phê duyệt ở bất cứ lúc nào, rất là thuận tiện. Là cái tốc độ xử lý siêu nhanh. Ví dụ khi mới lập lệnh xong là bên kia họ báo là họ đã nhận được tiền. Rất là nhanh chóng, tiện lợi. Cái tốc độ xử lý của Vietinbank eFast rất là nhanh, cái giao diện thì đẹp. Sử dụng cái phần mềm eFast của Vietin á thì đơn vị tiết kiệm được rất là nhiều. Tiết kiệm được về cái nhân lực, tiết kiệm được về cái thời gian, giảm được khá là nhiều cái chi phí giao dịch tài chính. Tiết kiệm được cái nguồn nhân lực cũng như giảm thiểu được tất cả các cái sai sót mà liên quan đến yếu tố con người ở đây. Hầu như là không có bị xảy ra lỗi. Dễ sử dụng, thân thiện và mang tính ưu việt cao. Có rất nhiều ưu điểm ở trên eFast. Đặc biệt là hỗ trợ 5 ngôn ngữ cho các khách hàng API. Vietinbank eFast thì không những chỉ dựng giao dịch tại desktop mà mình có thể trên mobile. Tiện lợi cho doanh nghiệp. Có rất là nhiều tính năng mới. Có thể tra cứu thông tin một cách rất là dễ dàng. Thì trường rất là hài lòng. Tôi cho eFast 9 điểm. Chấm cho Vietinbank eFast 9 trên 10. Cái eFast của Vietin là chắc đạt được đến 10.
Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ là một đoạn phim ngắn ngủi thôi, nhưng đã khái quát hóa lên ngân hàng số dành cho doanh nghiệp Vietinbank eFast qua con mắt của khách hàng doanh nghiệp trong hơn 14 năm qua. Thưa quý vị và các bạn, cả thế giới đang chuyển mình theo guồng quay số hóa, và đó cũng là nền tảng và bệ phóng để Vietinbank nghiên cứu và phát triển trợ lý số Vietinbank eFast. Và ngày hôm nay, Vietinbank cho ra mắt trợ lý số Vietinbank eFast trên nền tảng mới. Ngay tại giây phút này, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian để chia sẻ niềm vui với thời khắc đặc biệt này cùng Vietinbank. Ngay sau đây, xin được trân trọng giới thiệu những vị khách mời đặc biệt của buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Thanh Tùng, thành viên Hội đồng Quản trị Vietinbank. Xin được chào mừng ông Lê Duy Hải, Phó Tổng Giám đốc Vietinbank. Xin được chào đón Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu. Xin được chào đón Sát Nguyễn Thanh Việt. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện trên sân khấu của ông Lê Thanh Tùng, thành viên Hội đồng Quản trị Vietinbank. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, trải qua hơn 33 năm hình thành và phát triển, Vietinbank mang trong mình sứ mệnh là đối tác tin cậy, bền bỉ, song hành cùng thành công của khách hàng. Chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2030 và tầm nhìn đến 2045, Vietinbank khát vọng vươn tầm khu vực và thế giới, xác định tầm nhìn trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, thuộc top các ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, bất chấp sự ngăn trở của đại dịch Covid-19, năm 2021, trong nguy có cơ, theo một hướng tích cực, Covid-19 có tác động như một cú hích, thúc đẩy quá trình chuyển mình của nền kinh tế số nói chung và ngành ngân hàng nói riêng diễn ra nhanh hơn để thích ứng với những biến đổi của đại dịch. Covid-19 buộc các doanh nghiệp phải thay đổi mô hình kinh doanh từ sản xuất đến phân phối, vận chuyển, tiêu thụ để tồn tại và phát triển trong tình hình mới. Các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo AI, blockchain và tự động hóa đang dần được tích hợp vào các quy trình của doanh nghiệp để thúc đẩy phân phối hàng hóa, sản xuất dọc theo chuỗi giá trị. Các khâu trong quy trình sản xuất cũng được đổi mới, số hóa để tăng hiệu quả và thích nghi nhanh chóng với một trạng thái bình thường mới. Và trước làn sóng chuyển đổi của doanh nghiệp, cả về mô hình kinh doanh và nhu cầu, Vietinbank đã tiên phong bứt phá nhằm mang lại cho khách hàng những lựa chọn tốt hơn cả về chất, lượng và giá trong tất cả các nghiệp vụ, từ sản phẩm lõi truyền thống đến các sản phẩm ngân hàng số. Có thể nói, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện hoạt động, góp phần phát triển kinh tế số và phát triển các dịch vụ mới là một trong những định hướng phát triển quan trọng của Vietinbank. Với tốc độ tăng trưởng qua các năm và xu hướng về sự dịch chuyển hành vi của khách hàng sang các kênh số, chuyển đổi số giúp ngân hàng đưa ra các sản phẩm sáng tạo, đột phá để mở rộng mô hình kinh doanh phù hợp hơn với thời đại công nghệ mới. Đón đầu làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các năm qua, Vietinbank đã tăng cường đầu tư vào phát triển ngân hàng số, mang đến cho người dùng những trải nghiệm trọn vẹn cùng hệ sinh thái vô cùng đa dạng, hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng mọi lúc, mọi nơi, thông qua mạng Internet, trên một website hoặc mobile được duy trì bởi Vietinbank. Tỷ lệ dịch chuyển kênh số của khách hàng tổ chức đạt 68% so với mức 43% của năm 2020. Năm 2022 đánh dấu sự thay đổi vượt bậc của ngân hàng số Vietinbank eFast khi ra mắt nền tảng ngân hàng số Vietinbank eFast mới trên giao diện web và mobile, tích hợp toàn bộ các sản phẩm ngân hàng giao dịch, transaction banking. Đây là thay đổi lớn nhất trong 10 năm vừa qua của eFast, đưa Vietinbank eFast từ một ngân hàng số trở thành một trợ lý số của doanh nghiệp. Thành công của Vietinbank có được là nhờ sự tin tưởng, đồng hành của các khách hàng trong suốt thời gian qua. Với mạng lưới 155 chi nhánh, 1.000 phòng giao dịch trên tất cả 63 tỉnh thành phố trong cả nước, 2 chi nhánh ở Cộng hòa Liên bang Đức, 1 ngân hàng con 100% vốn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 1 văn phòng đại diện ở Myanmar, cùng đội ngũ nhân sự gần 24.000 người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được đào tạo bài bản, phong cách làm việc năng động và chuyên nghiệp, Vietinbank luôn cam kết tận tâm phục vụ khách hàng. Trong thời gian tới, Vietinbank sẽ tiếp tục dành những nguồn lực và chính sách tốt nhất, đưa Vietinbank eFast trở thành ngân hàng số hàng đầu của doanh nghiệp, là đối tác tin cậy đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh. Một lần nữa, chúng tôi xin được tri ân sự tin tưởng, chia sẻ, đồng hành cùng quý vị khách hàng và mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của quý khách hàng trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn.
trong bối cảnh xã hội chuyển mình mạnh mẽ cùng công nghệ 4.0, đôi khi chúng ta hoang mang, lạc lối giữa ma trận thông tin, mất kết nối trong một thế giới phẳng và mất kết nối với chính mình. Tiến mạnh mẽ, khác biệt trong phiên bản mới, VietinBank eFast chính là con đường, là ánh sáng mở lối cho doanh nghiệp cùng bước vào tương lai kỷ nguyên tài chính số. Cùng VietinBank eFast, doanh nghiệp sẽ được chắp thêm đôi cánh, vươn mình ra thế giới, khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. VietinBank eFast, nền tảng ngân hàng số hàng đầu của doanh nghiệp. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được chiêm ngưỡng một phần biểu diễn kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ. Ngay sau đây, xin mời quý khán giả, chúng ta hãy cùng chào đón trên sân khấu ông Lê Duy Hải, Phó Tổng Giám đốc VietinBank, sẽ khai phá những bí ẩn thú vị đầu tiên của ngân hàng số dành cho doanh nghiệp VietinBank eFast. Xin chào quý vị, VietinBank tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử VietinBank eFast dành cho khách hàng doanh nghiệp từ năm 2008. Trải qua 14 năm phục vụ, chúng tôi đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến nhằm mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất dành cho quý khách hàng. Ngày hôm nay, tôi vinh dự được giới thiệu đến quý vị nền tảng ngân hàng số VietinBank eFast mới, trợ lý tài chính số ưu việt dành cho khách hàng doanh nghiệp. Và đây là một thay đổi lớn nhất trong hơn 10 năm qua của eFast, và đưa VietinBank eFast từ một ngân hàng số trở thành một trợ lý số chuyên nghiệp, thấu hiểu, tận tâm, thân thiện và hoàn toàn miễn phí cho doanh nghiệp. Trên nền tảng mới này, VietinBank eFast bổ sung 55 tính năng mới và nâng cấp 81 tính năng của phiên bản hiện tại, đảm bảo đáp ứng sự chuyên nghiệp, mọi nhu cầu giao dịch tài chính cho doanh nghiệp. Tại phiên bản lần này, trừ các dịch vụ ngân quỹ liên quan đến tiền mặt, thì toàn bộ các dịch vụ khác đang được cung cấp tại quầy giao dịch đã được đưa lên ngân hàng số. Từ các cái dịch vụ ngân hàng thường xuyên và thiết yếu đối với các doanh nghiệp như là cho vay, giải ngân, trả nợ khoản vay hay là phát hành bảo lãnh, FX online, tiền gửi có kỳ hạn và quản lý các cái khoản phải thu như là thu hộ theo lô, thu học phí online, thu hộ chung cư, quản lý khoản phải trả, thanh toán lương, nộp ngân sách nhà nước và chuyển tiền, quản lý thanh khoản như là quản lý dòng tiền tập trung, bù đắp đến các cái dịch vụ chuyên biệt như là thấu chi online, wire transfer, thanh toán hóa đơn nhà phân phối. Đặc biệt, VietinBank eFast sở hữu tính năng sản phẩm ưu việt, tiên phong đón đầu thị trường, đáp ứng tốt nhất các nhu cầu cho khách hàng như là tài khoản ảo, chuỗi tài trợ cung ứng, SCF, chuyển tiền ngoại tệ, không yêu cầu cung cấp chứng từ gốc hay là FX online 24/7, các cái chứng từ ký số như là sao kê, sổ phụ, lệnh chi và xác nhận số dư cuối năm, hóa đơn điện tử,
và kết nối eFast với phần mềm kế toán của khách hàng để gạch nợ tự động. Thông qua việc phân tích dữ liệu kinh doanh thì trợ lý số Vietinbank eFast thấu hiểu tình hình kinh doanh, sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. BFM thì ở đây báo cáo cung cấp một bức tranh tình hình tài chính của doanh nghiệp như là cơ cấu và xu hướng biến động của dòng tiền vào và ra, hay là số dư tiền gửi có kỳ hạn, số tiền vay theo kỳ hạn và đồng tiền, các cái số dư và doanh số của bảo lãnh và tài trợ thương mại, báo cáo quản trị khoản phải thu theo thời gian thực, tùy chỉnh thông minh theo yêu cầu cài đặt của từng khách hàng, ví dụ như là báo cáo khoản phải thu theo sản phẩm, theo địa bàn, theo nhà phân phối, và các báo cáo đều được hiển thị theo đa định dạng, tương thích mọi yêu cầu định dạng của mọi phần mềm kế toán phục vụ công tác đối chiếu gạch nợ tự động. Báo cáo quản trị các cái khoản phải trả cung cấp đa chiều về tình hình biến động, xu hướng, cấu trúc các cái khoản phải trả theo mục đích chi tiền. Vietinbank eFast trên nền tảng mới có khả năng tùy chỉnh dashboard gợi ý các tính năng yêu thích cho từng doanh nghiệp và từng người dùng khác nhau. Vietinbank đang phục vụ cho đa dạng mô hình khách hàng tổ chức như là khách hàng doanh nghiệp lớn, tập đoàn, tổng công ty, các đơn vị hành chính công, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp siêu vi mô. Thì mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có nhu cầu dịch vụ tài chính ngân hàng khác nhau, và Vietinbank eFast có khả năng tùy biến để đáp ứng các cái tùy biến theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ điển hình đối với 3 nhóm khách hàng chính. Nhóm thứ nhất là nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, tổng công ty, tập đoàn nhà nước, hay là nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay là nhóm khách hàng doanh nghiệp FDI. Đối với khách hàng lớn, tổng công ty, tập đoàn thì màn hình trang chủ được thiết lập theo nhu cầu quản trị tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo biểu đồ quản trị khoản phải thu, phải trả, báo cáo biểu đồ quản lý dòng tiền tập trung giữa các đơn vị mẹ và con. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhu cầu chủ yếu là chuyển tiền, thanh toán. Vì vậy, dịch vụ này cũng sẽ đưa ra màn hình chính để các cái tính năng và dịch vụ được sử dụng thường xuyên. Còn về doanh nghiệp khách hàng FDI thì nhu cầu giao dịch ngoại tệ là lớn. Vì vậy, các cái tính năng ngoại tệ sẽ được nhấn mạnh và chuyển ra màn hình chính cho khách hàng. Không chỉ dừng lại ở các dịch vụ tài chính ngân hàng thường xuyên và thiết yếu đối với doanh nghiệp, Vietinbank eFast còn may đo sản phẩm theo đặc thù kinh doanh và theo nhu cầu của từng doanh nghiệp. Là một trợ lý tận tâm số 1, Vietinbank eFast phục vụ khách hàng 24/7. Các giao dịch được xử lý tự động và không qua ngân hàng, không tác nghiệp thủ công. Với nền tảng mới, Vietinbank eFast đã được nâng cấp tốc độ xử lý nhanh gấp 5 lần, đặc biệt là các cái giao dịch xử lý theo lô. Với khối lượng tải dẫn đầu thị trường, 5.000 giao dịch trên file, Vietinbank eFast cho phép gộp giao dịch chuyển tiền tới các cái tài khoản đích trong Vietinbank và liên ngân hàng trong cùng một file, thuận tiện và giảm thiểu thời gian thực hiện thao tác tối đa. Việc thực hiện chi lương, eFast hỗ trợ số lượng giao dịch lên đến 30.000 giao dịch trên một file, đặc biệt là hỗ trợ cho các khách hàng doanh nghiệp FDI có nhu cầu chi lương với khối lượng lớn. Một công việc hàng ngày của một trợ lý số tận tâm là nhắc lịch kịp thời, mọi hóa đơn, mọi khoản phải trả đều được đảm bảo thanh toán đúng kỳ hạn. Từ hóa đơn thanh toán tiền điện, nước, viễn thông, truyền hình đến các cái khoản phải trả của ngân hàng hay là đối tác, và các cái khoản thanh toán thường xuyên hoặc định kỳ của doanh nghiệp sẽ được trợ lý số Vietinbank eFast nhận diện và gợi ý đặt lịch thanh toán tự động để doanh nghiệp tiết giảm thời gian thực hiện các cái giao dịch lặp lại như là thanh toán hóa đơn tự động, trích nợ tự động, trả nợ khoản vay, chuyển tiền cho đối tác định kỳ. Một trong những điểm nhấn của phiên bản mới chính là thiết kế Vietinbank eFast trên nền tảng mới áp dụng Human Interface. Bộ thiết kế giao diện tương thích với người dùng thì giao diện Vietinbank eFast trở nên tối giản, dễ sử dụng và thân thiện với tất cả người dùng. Người dùng thực hiện các giao dịch dễ dàng và đơn giản với chỉ vài thao tác. Vietinbank eFast linh hoạt như một chiếc Rubik. Khách hàng hoàn toàn có thể cá nhân hóa giao diện hay là menu để phù hợp nhất với thói quen sử dụng của từng người dùng, như là sắp đặt tính năng yêu thích thường dùng, lựa chọn avatar hay là hình nền. Thấu hiểu việc một người dùng có thể sử dụng nhiều thiết bị, Vietinbank eFast tích hợp khả năng ghi nhớ và đồng bộ mọi cài đặt và thao tác của người dùng trên mọi thiết bị. Là ứng dụng đầu tiên trên thị trường có 5 ngôn ngữ, Vietinbank eFast kỳ vọng khách hàng sẽ không còn rào cản về ngôn ngữ, và những nhân sự nước ngoài khi sử dụng có cảm giác thân thiện như đang giao dịch tại quốc gia của họ. Bên cạnh những tính năng nổi bật kể trên, Vietinbank cũng là một ngân hàng tiên phong đưa ra thị trường chương trình miễn phí thanh toán, chuyển tiền cho tất cả các khách hàng doanh nghiệp
nhằm đảm bảo các sản phẩm dịch vụ của Vietinbank không chỉ cạnh tranh về chất lượng mà còn cạnh tranh về phí. Với toàn bộ những đặc tính ưu việt của trợ lý số Vietinbank eFast, chúng tôi hy vọng với lần ra mắt này, Vietinbank eFast sẽ trở thành một xu hướng giao dịch số của mọi doanh nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn các đại diện của Vietinbank đã có những chia sẻ hết sức tâm huyết về tính năng, công nghệ thổi hồn lên ngân hàng số dành cho doanh nghiệp Vietinbank eFast. Kính thưa quý vị, từ đầu chương trình tới giờ, chúng ta đã nghe, đã nhìn thấy một ngân hàng số dành cho doanh nghiệp Vietinbank eFast hết sức sống động và chắc hẳn quý vị cũng giống như tôi. Chúng ta hết sức mong chờ được trải nghiệm Vietinbank eFast, xem trợ lý số của riêng mình vận hành như thế nào. Xin được giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính và Shark Nguyễn Thành Việt. Ngày hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu đang có chuyến công tác nước ngoài và sẽ tham gia với chúng ta thông qua hình thức trực tuyến. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu. Xin trân trọng kính mời Shark Nguyễn Thanh Việt sẽ lên sân khấu để trải nghiệm trợ lý số Vietinbank eFast. Xin chào mừng anh. Và cho phép tôi được chào đón quay trở lại sân khấu ông Lê Duy Hải, Phó Tổng Giám đốc Vietinbank, để cùng bật mí thêm về các tính năng đặc biệt của trợ lý số Vietinbank eFast. Xin trân trọng kính mời. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu và Shark Nguyễn Thanh Việt đã nhận lời mời tham gia buổi lễ ra mắt ngân hàng số dành cho doanh nghiệp Vietinbank eFast trên nền tảng mới của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời Shark Nguyễn Thanh Việt có thể chia sẻ cảm xúc cũng như cảm nhận của ông khi là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm trợ lý số Vietinbank eFast được không ạ? Tôi thực sự sẽ rất là vinh dự được chọn là người đầu tiên trải nghiệm trợ lý số Vietinbank eFast. Nhân duyên được đồng hành cùng với Vietinbank eFast cũng rất là tự nhiên. Tôi nhớ khoảng 10 năm về trước, trong một buổi cà phê với anh bạn Chí Cốt, anh bạn thấy tôi có kế toán đến trình lệnh chi để đến ngân hàng gấp để chờ kịp giờ chuyển tiền. Thế là anh ấy rút ngay một cái điện thoại di động và bắt đầu khai sáng cho tôi về Vietinbank eFast. Nghe hay quá, thì là hôm sau tôi đăng ký sử dụng luôn. Cũng có một số ngân hàng mời chào sử dụng dịch vụ ngân hàng số, nhưng tôi thực sự là rất tin tưởng ở Vietinbank eFast. Và tôi hài lòng và gắn bó với Vietinbank eFast từ đó đến giờ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Shark Nguyễn Thanh Việt và anh Lê Duy Hải ơi. Hay là bây giờ anh sẽ giúp chúng tôi cùng với anh Nguyễn Thanh Việt và tất cả những khán giả đang theo dõi chương trình trải nghiệm trợ lý số Vietinbank eFast sẽ được khám phá về trợ lý số Vietinbank eFast được không ạ? Xin mời anh. Em xin phép được giới thiệu với anh Hiếu, anh Việt và anh Đức Bảo. Đây là màn hình trang chủ của Vietinbank eFast, là trợ lý tài chính số cho doanh nghiệp. Các cái thông tin quan trọng nhất của doanh nghiệp như là số dư tài khoản, dòng tiền vào ra, thu chi trong ngày, trong tuần, trong tháng đều được hiển thị đầy đủ tại đây. Vietinbank eFast như là một trợ lý tận tâm nhắc lịch thanh toán. Các anh có thể nhìn thấy bên phải màn hình, các khoản vay hoặc thanh toán hóa đơn đến hạn thanh toán sẽ được Vietinbank eFast nhắc ngay cho người dùng sau khi đăng nhập, để đảm bảo doanh nghiệp không có khoản thanh toán nào bị quá hạn. Tôi ví dụ hôm nay có 2 khoản đến hạn và tôi sẽ thử thực hiện giao dịch. Tôi chỉ cần ấn nút thanh toán, Vietinbank eFast sẽ đưa tôi đến màn hình tất toán khoản vay. Tôi chỉ cần chọn tài khoản trích nợ thì có 4 trường thông tin khác để eFast lo hoàn toàn tự động. eFast nhập các cái trường thông tin còn lại. Tiếp theo tôi nhấn nút chuyển kiểm soát phê duyệt. Xong, các anh có thể nhìn thấy không quá 3 giây. User của tôi là kế toán viên, người tạo điện, eFast sẽ hiển thị trạng thái của các cái giao dịch mà tôi đã tạo, người phê duyệt đã duyệt chưa hay đã từ chối, giao dịch đã được ngân hàng hạch toán thành công chưa. Ngay chính giữa màn hình trang chủ, Vietinbank eFast đặt các tính năng mà tôi thường xuyên sử dụng để tôi tiện cho việc lựa chọn như là chuyển tiền Việt Nam đồng, chi lương, chuyển tiền ngoại tệ, và tôi có thể chủ động sắp xếp lại theo ý của mình. Đây là màn hình của anh Việt, vai trò người được duyệt lệnh, số dư tài khoản, thông tin dòng tiền thu chi cũng được cung cấp ngay trên màn hình trang chủ. Tại màn hình danh sách tài khoản thì anh Việt có thể xem tổng thể tình hình tài chính của doanh nghiệp của mình, như là số dư, cơ cấu các cái loại tài khoản của doanh nghiệp, tỷ trọng, tiền gửi bao nhiêu, tiền vay bao nhiêu, tài trợ, thương mại bao nhiêu, tiền vay ngắn hạn, trung dài hạn ra sao, bao nhiêu khoản vay sẽ phải đáo hạn trong tuần hay là tháng, thì hạn mức tín dụng bao giờ hết hạn, bao nhiêu khoản LC đến hạn trong tuần, xu hướng dòng tiền thu chi như thế nào, có những nhà phân phối đại lý nào đã thanh toán trong ngày,
thông tin các cái giao dịch cần duyệt được thiết kế nổi bật để nhắc người duyệt lệnh. Anh Việt có thể chọn theo lô các cái giao dịch để duyệt cho đến 300 giao dịch trên một lần. Quý khách hàng đang có số dư tài khoản là 279 triệu, cao hơn 4,5 lần số dư bình quân 3 tháng gần nhất. Quý khách hàng có muốn gửi tiền có kỳ hạn để hưởng lãi suất cao hơn không? Đây chính là một trong những điểm mới hết sức ưu việt của Vietinbank eFast. Trợ lý Vietinbank eFast này đang thấy doanh nghiệp của tôi đang có số dư trong tài khoản thanh toán cao hơn mức chi thường xuyên, nên gợi ý tôi tiền gửi có kỳ hạn hoặc để hưởng lãi suất cao hơn. Hoặc nếu lúc doanh nghiệp đang thiếu tiền so với nhu cầu chi thường xuyên, thì Vietinbank eFast sẽ gợi ý tôi giao dịch thấu chi hoặc tạo khoản vay. Tức là mình đã đứng về góc cạnh doanh nghiệp để mình xây dựng cái ứng dụng cho nó thích hợp, thích ứng và phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp. Vâng ạ. Xin được cảm ơn những cảm nhận của Trác Nguyễn Thanh Việt cũng như là những cái điều mà ông ấn tượng với Vietinbank eFast. Chắc chắn là những khán giả đang theo dõi chương trình chúng ta cũng đều cảm nhận được. Vậy thì ông có thể chia sẻ cái tiêu chí lựa chọn của mình đối với một sản phẩm ngân hàng số là gì được không ạ? Tôi nghĩ đầu tiên ứng dụng phải hiểu mình, phù hợp với nhu cầu của cái doanh nghiệp. Tóm lại là anh phải đứng về phía doanh nghiệp để anh nhìn, tức là lấy doanh nghiệp làm trung tâm để mà cái dịch vụ của mình phục vụ doanh nghiệp. Với tôi thì tôi thấy rằng là các cái doanh nghiệp nên dùng cái ứng dụng Vietinbank eFast bởi vì có mấy cái lý do như sau. Thứ nhất thì là tiện lợi. Tiện lợi ở chỗ nào là anh không cần phải ra ngân hàng giao dịch nữa, mà anh tất cả các giao dịch là thực hiện trên online. Tức là đá bóng một chạm chứ không cần phải nhiều chạm. Mở điện thoại ra biết ngay là thu chi. Mở điện thoại ra biết là trợ lý ảo đã tư vấn cho mình là làm thế nào dòng tiền nó hiệu quả nhất. Thứ hai là tự tất cả các chi phí của mình. Cho nên là cái chi phí doanh nghiệp của tôi mà khi sử dụng cái Vietinbank eFast này, chi phí tài chính của doanh nghiệp chúng tôi đã giảm 1/3 so với trước đây. 100% chi phí giao dịch trên kênh số đều được miễn phí. Mục tiêu thứ hai là ổn định, tức là ít lỗi, và vì cái ít lỗi này thì là khách hàng không phải tra soát nhiều lần để cho những cái hoạt động của mình. Và như vậy thì nhiều khi là mình có một cái hoạt động ngân hàng xong rồi mà mấy hôm sau lại phải tra soát lại, rất mất thời gian, doanh nghiệp lại bị lỗi với khách hàng và đối tác của mình. Và như vậy nhiều khi là ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Thứ ba nữa là cái quan trọng là bảo mật, an toàn bảo mật là cái quan trọng nhất của doanh nghiệp. Và vì vậy nên là cái phần mềm nào thì phần mềm mà cái đáp ứng được cái bảo mật là doanh nghiệp ưu tiên số 1. Và từ khi mà tôi dùng Vietinbank eFast 10 năm nay đến giờ thì tôi thấy rằng là cái phần mềm chưa bao giờ có tình trạng là bị làm khó cho doanh nghiệp trong việc bảo mật. Và như vậy tôi cho rằng là Vietinbank eFast rất là tiện lợi để sử dụng. Tôi khuyên các bạn doanh nghiệp là nên ứng dụng Vietinbank eFast. Xin cảm ơn những chia sẻ của Trác Nguyễn Thanh Việt và cho phép tôi được phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu ạ. Dưới góc độ là một chuyên gia kinh tế thì tiến sĩ có thể chia sẻ đánh giá của mình về ý nghĩa của sản phẩm ngân hàng số như Vietinbank eFast đối với quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp được không ạ? Kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của Vietinbank. Chắc quý vị và các bạn không ngờ rằng trong lúc mà tôi đang nói chuyện đây thì tôi đang ở một chỗ xa cách quý vị và các bạn hàng nghìn dặm. Và hiện tại đúng là tôi đang ở Los Angeles tại California. Nhưng mà công nghệ thông tin đã giúp chúng ta có thể ngồi lại với nhau, có thể họp với nhau mọi nơi, mọi lúc, bất kể không gian và thời gian. Đó là thực tế của công nghệ thông tin hiện đại. Và chính trong cái xu hướng của kỹ thuật số, ngành tài chính ngân hàng cũng hiện tại đang đi vào xu hướng mới với những công nghệ thông tin mới. Và Vietinbank là một trong những ngân hàng đang dẫn đầu trong công nghệ thông tin, hoặc là mình gọi là ngân hàng số hoặc là ngân hàng kỹ thuật số. Và kính thưa quý vị và các bạn, cái việc đầu tiên trong ngân hàng số là tôi nghĩ ngay đến việc ứng dụng. Và tôi có một số những cái nhận xét như thế này. Ngành ngân hàng số sẽ là cái phần tất yếu và một yếu tố không thể thiếu, không thể tách rời trong hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động tài chính.
Ngân hàng số sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình số hóa toàn diện hệ thống hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Hoạt động tài chính doanh nghiệp dần dần được số hóa từ việc giao dịch thủ công, ký giấy tại quầy ngân hàng đến giao dịch điện tử được thực hiện Internet Banking, rồi Mobile Banking, giao dịch mọi nơi mọi lúc. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng sẽ số hóa theo. Thay vì giấy tờ chất đống như trước đây thì chứng từ doanh nghiệp sử dụng là chứng từ điện tử, chữ ký điện tử. Rồi các ứng dụng ngân hàng số kết nối với thuế, hải quan, doanh nghiệp, điện, nước, viễn thông, các doanh nghiệp hoạt động thanh toán chuyển tiền, thanh toán hóa đơn của doanh nghiệp rất thuận tiện và dễ dàng. Một bước tiến số hóa nữa của doanh nghiệp là khi ngân hàng cung cấp giải pháp kết nối ngân hàng với doanh nghiệp thông qua phần mềm kế toán. Khi đó, doanh nghiệp có thể định khoản tự động ngay trên phần mềm của mình, hoạt động gạch nợ đối soát được xử lý tự động và tức thì. Ứng dụng ngân hàng số của ngân hàng đã và đang và sẽ tích hợp với rất nhiều hệ sinh thái tài chính số, như là với các đơn vị fintech cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, sàn giao dịch điện tử. Các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, hoạt động tài chính của doanh nghiệp sẽ được hưởng trọn các tiện ích từ hệ sinh thái này. Khi đó, hoạt động tài chính của doanh nghiệp sẽ được số hóa toàn diện trên ứng dụng ngân hàng số. Tôi tin rằng những ngân hàng lớn như VietinBank đang dẫn đầu ngành ngân hàng trong lĩnh vực Digital Banking. Những ngân hàng lớn có khả năng đầu tư về tài chính và nguồn nhân lực dồi dào hơn các ngân hàng khác trong lĩnh vực này. Tôi rất mong VietinBank có những cái sản phẩm và dịch vụ như vậy để giúp khách hàng cá nhân của mình quản lý tài chính một cách hiệu quả. Mời MC. Xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu và xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu và Trang Nguyễn Thanh Việt đã dành thời gian đến với buổi lễ ngày hôm nay của chúng tôi. Và với Trang Nguyễn Thanh Việt, xin được chúc ông cùng với doanh nghiệp của mình sẽ ngày càng có nhiều thành công hơn nữa với trợ thủ đắc lực chính là VietinBank eFast. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị khán giả, thông qua những chia sẻ của các đại diện tới từ VietinBank cùng phần trải nghiệm dịch vụ vừa rồi, chắc hẳn quý vị cũng như tôi rất mong chờ được tự trải nghiệm trợ lý số của riêng mình, phải không ạ? Và quý vị hãy liên hệ ngay với VietinBank theo thông tin bên dưới đây để đăng ký trải nghiệm dịch vụ. Thông tin về các khán giả trúng giải cũng sẽ được công bố trên website và fanpage chính thức của VietinBank. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình, xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình và xin sớm hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!